vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thầy thuốc tư vấn sức khỏe được phát sóng vào 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên trang fanpage Tin tức Y tế Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta sẽ được gặp gỡ những chuyên gia y tế tới từ trường cao đẳng Y Dược Pasteur và nghe họ tư vấn về những vấn đề sức khỏe thường gặp. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được đến với một trong những chủ đề tuy rất là quen thuộc nhưng rất nhiều người gặp phải trong xã hội hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thao thức về đêm hay giấc ngủ khó bị gián đoạn là những phiền toái khó chịu do chứng bệnh tiểu đêm gây ra. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Thêm vào đó là những biến chứng như tiểu rắt, tiểu buốt có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ về căn bệnh này. Xin trân trọng giới thiệu khách mời đồng hành trong chương trình tư vấn ngày hôm nay, đó là bác sĩ Ngô Thị Thu Hà, giảng viên trường cao đẳng Y Dược Pasteur. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào MC Thùy Dương, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì thêm một lần nữa tôi rất là vinh dự và rất là vui khi được ngồi tại đây để trả lời và đưa đến những cái lời khuyên, lời tư vấn dành cho tất cả quý vị và các bạn và với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một chủ đề, đó là chứng tiểu đêm và những hậu quả khó lường của nó. Và trước khi bước vào nội dung chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một tình huống sau đây. Ôi trời ơi, tắc đường quá, đến muộn quá. Ôi trời ơi, ngồi lâu chưa? Ngồi lâu rồi. Sao mà mặt mũi vô phờ thế kia, mắt đỏ au hơn nữa. Thôi mệt quá bà. Sao vậy? Em không ngủ thế nào hả? Người lấy vợ khác kinh. Đâu có được cái gì đâu. Sao vậy, ốm à hay sao? Rồi đêm bị mất nước. Mất nước. À, chẳng qua tôi bị đi tiểu nhiều lần. À, tôi chết tiểu đêm à? Tiểu đêm. Đêm cứ dậy liên tục không ngủ được tí nào. Cứ vào trường mắt tí lại buồn ngủ lại, hay là lại buồn tiểu lại phải dậy. Xem mà ông đi khám đi, để như vậy là không được đâu. Hại sức khỏe đấy. Ông đang định là mai này kia thì đi nhưng mà không biết thế nào. Nhá, ông anh hàng xóm như tôi cũng thế. Tiểu đêm nhiều nhưng mà kiểu chủ quan ấy, xong không đi khám ấy, cuối cùng là suy thận ấy. Chết. Ừ, đi khám đi xem thế nào đi. Tôi gọi nước đi xong là ấy đi ngồi tí xong bàn chuyện rồi đi về. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chứng tiểu đêm là một trong những căn bệnh phổ biến mà có thể gặp ở cả nam và nữ và ở mọi lứa tuổi khác nhau. Và tuy nhiên thì làm thế nào chúng ta có thể xác định được là chúng ta đã mắc phải chứng bệnh này? Vâng ạ. Thưa bác sĩ, xin mời bác sĩ hãy tư vấn cho chúng tôi được không ạ? Vâng, thưa MC và thưa tất cả các bạn. Tiểu đêm thì có lẽ là cũng không phải là một cụm từ xa lạ với tất cả các bạn nữa. Và chúng ta thường thấy là nói rằng là mình bị tiểu đêm khi mà chúng ta xác định thông qua cái số lần chúng ta đi tiểu vào ban đêm. Người bình thường khỏe mạnh thì chúng ta sẽ đi tiểu khoảng 8 lần trong ngày. Và trong đó thì có 7 lần vào ban ngày và 1 lần vào ban đêm. Và lượng nước tiểu của mỗi lần mình đi sẽ khoảng 300ml. Tuy nhiên tiểu đêm sẽ gặp ở những người mà họ đi tiểu nhiều hơn 1 lần vào ban đêm. Tiểu đêm xuất hiện phần lớn là ở cái độ tuổi trung niên. Nhưng mà các bạn thấy là thực tế hiện nay thì cái tình trạng tiểu đêm cũng xuất hiện khá là phổ biến ở cả đối tượng là phụ nữ và người trẻ tuổi. Và đây cũng là một dấu hiệu mà có lẽ là theo tôi ấy, thì là cũng đang đáng báo động. Và chúng ta cần phải có một cái sự nhìn đúng đắn và xem xét về vấn đề này. Vâng ạ, vậy thì cái nguyên nhân chính mà dẫn đến chứng tiểu đêm cho tất cả mọi người là gì ạ? Vâng, về nguyên nhân gây ra chứng tiểu đêm thì chúng ta có thể tóm lại chia thành hai nhóm nguyên nhân chính, đấy là nguyên nhân bệnh lý và nguyên nhân không phải do bệnh lý. Về nguyên nhân bệnh lý, thứ nhất thì các bạn có thể thấy hay gặp nhất đấy là do bệnh của tuyến tiền liệt. Thường gặp nhất là u lành tiền liệt tuyến ở nam giới và căn bệnh đây là một trong những căn bệnh mà đứng thứ hai trong các bệnh liên quan đến nhi khoa. Nguyên nhân thì vẫn chưa được xác định rõ ràng. Vấn đề ở đây là khi mà tuyến tiền liệt của chúng ta to ra thì nó sẽ ngăn cản dòng nước tiểu và kích thích bàng quang. Triệu chứng thường gặp nhất đấy là gì? Đi tiểu nhiều lần kể cả vào ban đêm. Có những bệnh nhân là đi tiểu 4-5 lần trong một đêm và có những người thì còn trầm trọng hơn đấy là gì? Thức trắng cả đêm bởi vì đi tiểu đến chục lần trong một đêm ngủ. Nguyên nhân bệnh lý thứ hai chúng ta cũng có thể gặp ở đây chính là viêm bàng quang. Chúng ta có thể thấy là gì ạ? Bàng quang là một cơ quan chứa nước tiểu và sau khi mà được thận lọc qua thì nước tiểu sẽ được chứa trong bàng quang và được đi ra ngoài thông qua cái đường niệu quản và niệu đạo đi ra ngoài. Và bàng quang thì viêm bàng quang có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà dù là viêm mãn tính hay là cấp tính thì bao giờ cũng có thể khiến cho người bệnh mắc tiểu, muốn đi tiểu dù là chúng ta vừa tiểu xong và không ngoại trừ là cả ban đêm và vấn đề là tiểu xón. Tiểu đêm thì cũng có thể gặp do những nguyên nhân không phải do bệnh lý, có thể là do chúng ta uống nhiều nước quá.
Nhiều người thì hay có thói quen là gì ạ? Uống nhiều nước vào buổi tối. Vì nghĩ rằng là như thế thì sẽ giúp cho thận của chúng ta là dễ dàng làm việc hơn, loại bỏ được nhiều chất độc trong cơ thể hơn trong khi ngủ. Tuy nhiên là khi mà các bạn uống nhiều thì nó sẽ gây ra kích thích làm cho chúng ta sẽ hay đi tiểu vào ban đêm nhiều hơn. Ngoài ra thì chứng tiểu đêm cũng có thể do các bạn sử dụng các chất kích thích. Nếu như ban ngày mà chúng ta dùng các chất kích thích, ví dụ như là rượu, trà hay cà phê, thì đêm chúng ta tiểu nhiều, đấy là điều tất nhiên. Và vì đây là những thứ mà có cái tác dụng giúp cho chúng ta lợi tiểu hơn, kích thích của bàng quang của chúng ta gây ra tiểu thường xuyên hơn. Một trong những nguyên nhân nữa có thể dẫn đến chứng tiểu đêm là gì ạ? Khi tuổi của chúng ta đã cao, tức là hay gặp ở lứa tuổi trung niên trở lên nhé, thì khả năng tái hấp thu kém đi, bài tiết từ hệ tiết niệu cũng giảm, dẫn đến là tình trạng chúng ta phải đi tiểu nhiều lần hơn, kể cả là vào ban đêm hoặc là khi chúng ta ngủ đấy, thì cũng có thể xảy ra. Ngoài ra thì còn có một số nguyên nhân khác chúng ta cũng nên kể đến, đấy là gì ạ? Do mang thai hoặc là do sử dụng những thuốc lợi tiểu theo chỉ định để chữa một số bệnh. Vâng, có thể thấy được là có rất là nhiều những cái lý do mà dẫn đến chứng tiểu đêm, nó tùy vào những cái trường hợp khác nhau đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta mắc chứng tiểu đêm lâu ngày thì có thể dẫn tới những cái ảnh hưởng nào tới sức khỏe của người bệnh ạ? Vâng, thực ra thì khi mà các bạn thấy rằng là chúng ta đi tiểu vào ban đêm quá nhiều thì nó sẽ gây ra những cái rất nhiều những cái khó chịu cũng như những cái trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, nó làm xáo trộn giấc ngủ của chúng ta, khiến cho những người mà mắc chứng bệnh này thì không được ngủ ngon vì chúng ta phải thức dậy liên tục để đi tiểu ạ. Việc mà không đảm bảo được giấc ngủ thì sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể và sức khỏe của người bệnh. Ngoài ra, tiểu đêm ở cái độ tuổi trung niên thì nó còn là một cái nguyên nhân mà dẫn đến gia tăng tỷ lệ đột quỵ do phải thức dậy vào ban đêm. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta đi tiểu ban đêm thì sẽ khiến cho tinh thần và sức khỏe của người bệnh sa sút trầm trọng, cơ thể thì xanh xao, mệt mỏi, không có năng lượng cho một ngày làm việc mới, và đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người bệnh, và nó cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thận mà chúng ta thấy ngày nay. Hiện nay thì ở nước ta thì có tới gần 6 triệu người bị suy thận, mà triệu chứng đầu tiên hầu hết đều xuất phát từ việc đấy là đi tiểu đêm nhiều. Và như thế thì với những cái ảnh hưởng như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc sống của mỗi người mà nó cũng sẽ bị xáo trộn đi, chất lượng cuộc sống cũng bị giảm đi, và thậm chí là nó còn ảnh hưởng cả đến cái công ăn việc làm, là những cái suy nghĩ rồi những cái vấn đề mà có thể hàng ngày mà mỗi người mà những người họ bị đi tiểu đêm gặp phải. Vâng ạ, có thể thấy là những cái hậu quả của việc tiểu đêm không chỉ dừng lại ở việc là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống hàng ngày mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nữa đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nên phòng ngừa cái chứng tiểu đêm này như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể tránh được nó thưa bác sĩ? Vâng, với câu hỏi của MC vừa đưa ra thì chúng ta cũng có thể thấy là để mà phòng ngừa cái chứng tiểu đêm này thì có lẽ chúng ta nên bắt nguồn một chút từ cái nguyên nhân của nó. Nếu như mà chúng ta, những người mà bị tiểu đêm do suy giảm thần kinh hoặc là những người cao tuổi thì chúng ta cần phải thực hiện các cái biện pháp để hạn chế chứng tiểu đêm, ví dụ như là chúng ta hạn chế uống nước buổi tối hoặc là trước khi đi ngủ thì chúng ta nhớ đi tiểu. Một lưu ý quan trọng nữa để tránh những cái tai biến mạch máu não khi thức dậy vào lúc nửa đêm đó là gì? Người bệnh thì cần phải bình tĩnh ngồi dậy, tỉnh táo hẳn mới bước ra khỏi giường. Nếu như không có các cái công trình vệ sinh trong nhà thì chúng ta cũng nên dùng bô để đi tiểu, chứ không nên mở cửa ra ngoài trời để đi tiểu, tránh trúng gió và nhiễm lạnh, đặc biệt là những cái lúc mà thời tiết chuyển mùa hoặc là những khi mà trời gió lạnh mùa đông. Chúng ta không nên uống nước chè đặc và cà phê vào buổi tối, bởi vì hai cái chất này là chất kích thích, nó có khả năng gây lợi tiểu, và như thế thì buộc chúng ta sẽ phải đi tiểu đêm nhiều lần. Đối với những bệnh nhân mà mắc các bệnh như u xơ, phì đại tiền liệt tuyến này, thì chúng ta cần phải đi khám và điều trị dứt điểm cái vấn đề đó. Muốn phát hiện sớm bệnh nhằm phòng ngừa u ác tính ở tuyến tiền liệt thì những người đàn ông trên 40 tuổi chúng ta cần đi khám tiền liệt tuyến hàng năm hoặc là 6 tháng một lần. Khi có dấu hiệu mà chúng ta thấy đi tiểu khó hoặc là tiểu buốt, tiểu dóc thì chúng ta cũng cần thăm khám sớm để được điều trị kịp thời và tránh những nhiễm khuẩn đường tiết niệu, đồng thời là sử dụng thêm các sản phẩm từ thảo dược có tác dụng bổ thận và tăng cường những cái chức năng của các cơ quan liên quan trong hệ tiết niệu. Một số khuyến cáo nên được thực hiện cho những trường hợp tiểu đêm do nhóm nguyên nhân không do bệnh lý, đặc biệt hay gặp ở người cao tuổi, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ hạn chế uống nước nhiều, không ăn nhiều canh, không uống rượu bia, trà hay cà phê vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng ta tăng cường ăn rau xanh, ăn các chất xơ và không ăn quá nhiều thịt, không ăn quá nhiều muối. Không nên ăn nhiều loại hoa quả có chứa nhiều nước
trước khi đi ngủ, ví dụ như là dưa hấu, bưởi hay là cam. Chúng ta tạo thói quen đi tiểu trước khi đi ngủ, giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, không lo lắng và tránh cái tình trạng bị stress. Tập thói quen đi tiểu đúng giờ, không uống các thuốc lợi tiểu của buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng ta có thể thư giãn trước khi đi ngủ bằng việc là massage hoặc là ngâm chân bằng nước ấm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau những chia sẻ của bác sĩ Hà thì chúng ta đã có được một cái nhìn tổng quan về chứng bệnh tiểu đêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi do các bạn khán giả gửi về cho chương trình để có thể được chuyên gia tư vấn ạ. Đầu tiên đó là câu hỏi của bạn Phạm Khánh Huyền. Bạn có chia sẻ như sau: em thường bị đi tiểu nhiều lần vào buổi đêm, dẫn đến cơ thể mệt mỏi và suy nhược. Em muốn hỏi là có nên đi xét nghiệm sâu hơn để biết được tình trạng sức khỏe của mình không? Và nếu có thì nên làm những xét nghiệm nào? Thưa bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc này cho bạn Khánh Huyền được không ạ? Vâng, xin chào bạn Khánh Huyền. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đầu tiên đến cho chúng tôi. Với những cái băn khoăn thắc mắc của bạn thì tôi cũng thấy là như thế này. Theo bạn chia sẻ là bạn gặp các cái dấu hiệu của bệnh tiểu đêm thì theo tôi nghĩ là bạn tốt nhất nên đi khám và làm các xét nghiệm để xác định chính xác xem tiểu đêm của chúng ta nguyên nhân là do nhóm nguyên nhân nào, thì khi đó thì chúng ta mới có cái phương án điều trị chính xác được. Nếu như mà bạn rơi vào trường hợp là nhóm tiểu đêm do nguyên nhân thực thể thì bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa để điều trị theo đúng nguyên nhân. Còn nếu như mà tiểu đêm là do nguyên nhân chức năng thì chúng ta cũng thấy là bạn cũng cần phải đi khám các cái bác sĩ chuyên khoa, chứ chúng ta không thể tự chữa trị mà chúng ta cần phải có những biện pháp chữa trị và làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Đặc biệt lưu ý là chúng ta không nên áp dụng các phương pháp dân gian truyền miệng để điều trị chứng tiểu đêm khi mà chưa được y khoa công nhận. Đối với trường hợp của bạn thì các cái xét nghiệm thông thường bạn nên thực hiện ở đối tượng như của mình, thì chúng ta nên thực hiện 4 cái xét nghiệm sau. Thứ nhất đấy là chúng ta làm xương ổ bụng để kiểm tra xem thận, bàng quang, tuyến tiền liệt và tử cung xem nó có cái hoạt động chức năng bình thường hay không, nó có vấn đề gì bất thường không. Chụp phim ổ bụng để kiểm tra xem có vấn đề về sỏi đường tiết niệu hay không, và chúng ta tổng phân tích nước tiểu. Và cái xét nghiệm cuối cùng nên làm đấy là xét nghiệm chức năng thận và xét nghiệm đường máu. Với những tư vấn vừa rồi thì rất mong là bạn đã có thể có được những cái lời khuyên cho riêng mình và sẽ tùy trường hợp của mình và đi đến thăm khám bác sĩ cực kịp thời ạ. Tiếp theo đó là câu hỏi của một bạn có nick Facebook là Thái Minh. Bạn có chia sẻ: em bị mắc chứng tiểu đêm khi còn khá trẻ, do điều kiện công việc mà chế độ sinh hoạt của em không được khoa học, thường thức khuya này, uống nhiều rượu bia. Không biết là chế độ sinh hoạt không điều độ này thì có phải nguyên nhân gây ra chứng tiểu đêm của em không? Và bác sĩ có thể tư vấn cho em một chế độ sinh hoạt hợp lý hơn để làm giảm chứng tiểu đêm được không? Vâng, chào bạn Thái Minh. Như bạn chia sẻ với chương trình là gì? Bạn đang có một cái chế độ sinh hoạt chưa được điều độ, thức khuya này, rồi uống rượu bia, uống các chất kích thích. Thì nếu như bạn theo dõi từ đầu chương trình, bạn cũng có thể thấy tôi đã nói về các cái nguyên nhân gây ra cái chứng tiểu đêm này, và trong đó có một cái nguyên nhân mà thuộc cái diện đấy là bạn sử dụng các chất kích thích quá nhiều hoặc là sử dụng các chất kích thích trước khi đi ngủ, nó cũng có thể gây ra cái chứng tiểu đêm cho mình. Nếu như bạn có thể xác định được chính xác nguyên nhân của mình thì bạn có thể đưa ra được những cái biện pháp, những cái phương pháp để có thể giúp cho bạn cải thiện cái tình trạng đó. Theo tôi thì bạn nên đi kiểm tra và thăm khám để được các bác sĩ đưa ra cho mình những cái phương án điều trị và đưa cho mình những cái chẩn đoán chính xác để giúp cho mình có thể thực hiện điều độ hơn và thực hiện để có thể cải thiện được cái vấn đề mà bạn đang gặp bây giờ. Với cái chế độ sinh hoạt hàng ngày thì bạn cũng nên lưu tâm một chút, để ý một chút, bởi vì nó đóng vai trò rất là quan trọng. Đối với bạn thì tôi khuyên bạn nên điều chỉnh chế độ sinh hoạt của mình để cải thiện chứng tiểu đêm nói riêng, cũng như là nâng cao sức khỏe của bản thân lên. Với chế độ ăn uống thì bạn nên ăn uống điều độ, lối sống khoa học thì sẽ giúp cho cơ thể bạn khỏe mạnh, các chức năng hoạt động ổn định. Và làm được điều này thì chúng ta không chỉ là có được một sức khỏe tốt mà chúng ta còn góp phần đẩy lùi được rất là nhiều bệnh tật. Về việc uống nước, bạn cũng nên thực hiện một cách đầy đủ và đều đặn hàng ngày. Chúng ta không uống quá nhiều và đương nhiên cũng không nên uống quá ít, bởi vì cả hai cái việc là uống quá nhiều, uống quá ít đó thì đều là không tốt đối với sức khỏe của bạn. Mỗi một người thì cần uống nước đều đặn và nên uống hơn 2 lít nước mỗi ngày, và hạn chế uống nước nhiều vào buổi tối để tránh cái việc chúng ta có thể đi tiểu vào ban đêm quá nhiều. Hạn
chế sử dụng các loại đồ uống có kích thích đi tiểu, ví dụ như các loại nước uống có cồn, là rượu bia, các loại nước uống có caffeine, ví dụ như trà, cà phê hay các loại nước tăng lực, các loại nước uống có ga. Chúng ta tránh các thực phẩm có chứa tính axit, ví dụ như là cam, chanh, cà chua, bởi vì nó có tác dụng kích ứng bằng quang dẫn tới là việc đi tiểu đêm nhiều hơn. Do đó thì chúng ta cũng nên hạn chế cái việc sử dụng các thực phẩm này, đặc biệt là hạn chế sử dụng vào buổi tối. Một cái điều cuối cùng nữa tôi muốn gửi lời khuyên đến bạn Thái Minh là gì? Việc tập thể dục hàng ngày. Nếu như bạn chăm chỉ tập thể dục đều độ thì nó sẽ giúp cho bạn giảm những triệu chứng và giảm những cái nguy cơ gây ra một loạt những cái bệnh lý, không chỉ là cái vấn đề mà bệnh lý của hệ tiết niệu mà là còn bệnh lý của các cơ quan trong cơ thể khác nữa. Và cái vấn đề là cái công việc hàng ngày chúng ta có thể là lười vận động hơn, hoặc chúng ta ngồi quá nhiều ở văn phòng, hoặc chúng ta ngại đi đến các phòng tập thể dục thể thao, thì bạn có thể tập thể dục ngay tại nhà hoặc là tập thể dục theo các clip hướng dẫn mà nó đã được kiểm định là những clip đó là hoàn toàn là phù hợp với sức khỏe của chúng ta, thì chúng ta cũng nên tập luyện để nâng cao sức khỏe của bản thân mình lên. Vâng ạ, bạn Thái Minh thân mến, có thể thấy là khi mà bạn có một lối sống không khoa học thì bạn sẽ có nguy cơ mắc rất là nhiều các loại bệnh khác, không chỉ là chứng tiểu đêm. Và nếu như mà bạn điều chỉnh được cái chế độ sinh hoạt của mình thì chắc chắn rằng bạn có thể đẩy lùi được rất là nhiều cái căn bệnh khác, không chỉ là chứng bệnh mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay. Và để chúng ta có được một cái nhìn thực tế hơn về căn bệnh tiểu đêm thì sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một clip tư liệu của chương trình. Nó gây mất ngủ khó chịu lắm. Sau khi sinh em bé thì mình suốt ngày bị tiểu đêm thôi, nên chẳng biết phải làm nào cả, đành phải sống chung với lũ vậy. Ngủ với nhau mà bờ đi tiểu cả đêm, nghe tiếng sột soạt cứ như là nhà vệ sinh róc rách. Nhiều khi làm về mệt mỏi thì mình muốn ra ngoài ngủ cho nó thoải mái. Chính mình bây giờ mình cũng đang có phải đây, đi tiểu đêm nhiều lần khiến mình da xấu này, nổi mụn này. Ồ, ban ngày thì tỉnh khó chịu hay bực tức với mọi người, vừa số bên ngoài tỉnh cũng xấu, nên là tôi cũng cảm thấy vừa tự tin với mọi người và cảm giác như mọi người đang xa lánh mình ấy. Tiểu đêm thì bố mình cũng mắc phải, mình thật sự cũng rất lo lắng vì cụ bây giờ đi lại cũng rất là khó khăn. Thông qua clip của chương trình thì chúng ta có thể thấy rằng trong thực tế cuộc sống thì chứng bệnh tiểu đêm đã gây ra rất là nhiều những cái phiền toái khó chịu cho mọi người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với nội dung chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay, và vẫn còn rất nhiều những câu hỏi muốn gửi đến cho bác sĩ Hà và cần tư vấn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Linh Khiết. Câu hỏi của bạn như sau: thưa bác sĩ, em năm nay 24 tuổi và rất hay bị đi tiểu đêm. Em muốn hỏi đi tiểu đêm có phải do tân yếu hay không và có ảnh hưởng đến sinh sản sau này hay không? Bác sĩ có thể tư vấn cho bạn Linh Khiết được không ạ? Vâng, cảm ơn bạn Linh Khiết đã gửi câu hỏi đến chương trình. Như chúng ta thấy là cái chứng tiểu đêm này thì nó có thể ảnh hưởng cả đến nam và nữ, ảnh hưởng ở mọi lứa tuổi khác nhau. Ví dụ như đối với bạn Linh Khiết thì là 24 tuổi, bạn đã gặp những cái triệu chứng của cái chứng tiểu đêm. Thì như đã giải thích ở trên, chúng ta có thể thấy là tiểu đêm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì bạn muốn biết chính xác là nguyên nhân gì thì bạn cần phải thăm khám, đều có thể tìm ra được cái nguyên nhân và tìm ra những cái phương án điều trị khác nhau. Nếu như bạn kiểm tra tất cả các chỉ số đều bình thường mà mình vẫn bị các cái triệu chứng của tiểu đêm thì có thể chúng ta nghĩ tới một cái chứng bệnh là chứng thận hư. Kể cả là khi nó không liên quan đến lý do thận hư, thận yếu mà do các bệnh lý khác mà vẫn bị đi tiểu nhiều lần như vậy thì nó cũng phần nào ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh lý, tức là ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình sinh sản sau này của bạn. Do đó thì để có thể giải đáp bớt cái băn khoăn cho bạn Linh Khiết thì tôi khuyên bạn là nên đến các cái cơ sở y tế khám chữa bệnh uy tín, để tại đó thì các bác sĩ có thể khám bệnh và tìm ra được cho bạn những cái lý do, những nguyên nhân mà gây nên chứng tiểu đêm của mình, và từ đó thì cũng sẽ giúp cho bạn có những cái phương án điều trị, những cái sử dụng thuốc hoặc là sử dụng các cái sản phẩm hoặc thay đổi chế độ sinh hoạt để có thể cải thiện phần nào chứng tiểu đêm và điều trị được cho bạn dứt điểm cái vấn đề tiểu đêm này. Vâng ạ, theo lời tư vấn của bác sĩ Hà thì tôi nghĩ rằng bạn không nên quá lo lắng mà hãy đến thăm khám tại các địa chỉ uy tín để có thể có được những cái lời tư vấn sâu sát nhất với các tình trạng bệnh của bạn. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta là tới từ một khán giả có tên là Trần Thanh Vi. Tôi vừa bước vào giai đoạn mãn kinh và bắt đầu bị tiểu đêm nhiều lần. Không biết nguyên nhân do đâu và làm thế nào để có thể chữa trị dứt điểm, thưa bác sĩ. Bác sĩ Hà có thể giúp trả lời câu hỏi của bạn Trần Thanh Vi. Vâng, bạn Trần Thanh Vi thân mến, vấn đề mà bạn vừa đưa ra thì
tôi nghĩ là hầu hết các chị em phụ nữ khi đến cái giai đoạn mãn kinh thì đều có thể gặp phải những cái trở ngại và những cái thay đổi mà khiến cho bạn thấy ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Mãn kinh thì bạn nên hiểu nó là một giai đoạn quan trọng của cơ thể người phụ nữ. Nó đem lại rất là nhiều những cái triệu chứng có thể là gây ra khó chịu cho phụ nữ, ví dụ như là tăng thân nhiệt cơ thể, vã mồ hôi, trằn trọc không ngủ được, và đặc biệt đấy là đi tiểu đêm. Về mặt sinh học thì buồng trứng của bạn đã bị teo dần hoặc là teo hẳn, do đó thì sự sản sinh ra nội tiết tố estrogen thì cũng giảm hẳn đi. Buồng trứng bị suy giảm thì giữa não bộ tuyến yên và buồng trứng bị rối loạn, và dẫn đến là bạn bị rối loạn đường tiết niệu. Chứng bệnh đó được quy vào là thận suy, vì vậy thì bạn có thể sử dụng các loại thuốc bổ thận, ăn uống đủ chất, tránh quá sức căng thẳng, và nếu như có điều kiện thì vẫn nên tập thể dục thể thao để trước hết là giúp cho cơ thể của bạn làm quen với quá trình tiền mãn kinh và đưa ra các cái hoạt động trở lại bình thường và giúp cải thiện được chứng tiểu đêm của bạn. Có thể thấy trong trường hợp của chị thì cái triệu chứng tiểu đêm nó chỉ là một trong những cái dấu hiệu của việc tiền mãn kinh mà thôi, và ở đây thì chị cũng nên có một cái chế độ sinh hoạt đều đặn để có thể cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình ạ. Câu hỏi tiếp theo đó là đến từ anh Nam Thanh, đến từ nickname Nam Thanh. Tôi bị cao huyết áp và lại bị chứng tiểu đêm, tôi nên điều trị như thế nào để an toàn và hiệu quả nhất thưa bác sĩ? Vâng, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chương trình. Trước hết để chia sẻ những băn khoăn thắc mắc của bạn thì tôi khuyên bạn nên được đi đến các bác sĩ chuyên khoa để khám và tìm ra được chính xác nguyên nhân cao huyết áp của mình là gì, và được các bác sĩ tư vấn để hướng dẫn bạn sử dụng các loại thuốc cho hợp lý. Cao huyết áp thì cũng có một trong các nguyên nhân gây ra cái bệnh này, đấy là do thận hư. Nên cái việc mà cái vấn đề mà bạn bị chứng tiểu đêm nó cũng có thể là xảy ra kèm cùng với cái bệnh lý là cao huyết áp. Và trong các loại thuốc sử dụng để điều trị chứng bệnh cao huyết áp thì cũng có thể có những loại thuốc mà liên quan đến việc là giúp cho chúng ta lợi tiểu, thì nó cũng có là một phần nào đó ảnh hưởng đến cái vấn đề là bạn đi tiểu nhiều, và đặc biệt là tiểu nhiều vào ban đêm. Thì cái vấn đề bạn đang gặp phải là cao huyết áp và đi tiểu đêm thì gần như là chúng ta có thể điều trị được, và nó cũng không quá là ảnh hưởng nhiều đến cái việc bạn điều trị cũng như là kết hợp các loại thuốc để điều trị hai cái căn bệnh này. Thì hy vọng rằng là với cái vấn đề mà bạn đang gặp phải bây giờ thì bạn cũng sẽ tìm ra được cho mình cái nguyên nhân chính xác nhất và tìm ra được cái phương án điều trị để giúp cho bạn có thể cải thiện được cái vấn đề sức khỏe của mình bây giờ. Vâng ạ, vậy trong trường hợp của bạn thì cái mấu chốt của vấn đề đó là chúng ta phải tìm được nguyên nhân chính xác của bệnh lý để có thể có được cách điều trị hợp lý, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo được gửi về cho chương trình từ bạn Trinh Thanh Thảo. Câu hỏi của bạn như sau: thưa bác sĩ, tôi bị tiểu đêm nhiều và sợ mình có dấu hiệu của các bệnh của bệnh thận suy. Bác sĩ có thể cho tôi biết ngoài tiểu đêm ra thì còn có dấu hiệu nào khác cho thấy bệnh suy thận không? Đây là một câu hỏi về bệnh suy thận và bác sĩ có thể trả lời cho bạn Thảo. Vâng, bạn Thảo thân mến, trước khi bắt đầu và cô trả lời cho câu hỏi của bạn thì tôi cũng xin được nói qua với bạn một chút về thận và các chức năng chính của thận. Thận thì chắc bạn cũng biết rồi, là đây là một trong những cơ quan nội tạng quan trọng của cơ thể. Chức năng chính của thận là gì? Là loại bỏ các cái chất thải và nước dư thừa từ máu. Mỗi ngày thận có thể lọc cho khoảng 200 ml máu và sản xuất khoảng 2 lít nước tiểu để đảm bảo rằng cơ thể không có những cái chất tồn dư độc hại. Thận sẽ trở nên suy yếu và được coi là có bệnh khi mà một phần hoặc toàn bộ phần thận mất đi khả năng thực hiện các chức năng bình thường. Khi mà thận không thực hiện được các chức năng của mình thì điều đó rất nguy hiểm, bởi vì các cái chất thải trong cơ thể, các cái chất độc hại cũng cùng với nước sẽ bị tích tụ lại quá nhiều trong cơ thể và gây ra rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng. Bệnh thận thì thông thường diễn biến một cách âm thầm, lặng lẽ nên là thường rất khó phát hiện, và khi mà các bạn phát hiện ra thì là bệnh đã ở giai đoạn suy thận và khó điều trị. Bởi vậy, việc có một cái lối sống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe thận và đề phòng những cái triệu chứng để có thể giúp cho cơ thể nâng cao cái thể trạng lên và điều trị các cái vấn đề liên quan đến bệnh lý của thận thì là cách tốt nhất để giảm thiểu được nguy cơ suy thận. Nếu như bạn thấy cơ thể có những cái triệu chứng đáng ngại thường gặp, ví dụ như là khi đi tiểu thì ngoài cái vấn đề tiểu đêm ra, như nước tiểu có nhiều bọt, khi đi tiểu mà bạn thấy nước tiểu có quá nhiều bọt, đặc biệt là bọt lông tan, thì chứng tỏ là trong nước tiểu có quá nhiều protein. Điều này cũng chứng tỏ một điều là chức năng thận của bạn đang bị rối loạn. Hoặc là khi đi tiểu mà có máu,
hoặc là những triệu chứng khác khi đi tiểu, ví dụ như là bạn có thể gặp là nước tiểu có màu tối hơn, màu nhạt hơn bình thường, hoặc là khi đi tiểu mà bạn cảm thấy căng tức, hoặc là đi tiểu mà gặp khó khăn trong quá trình đi tiểu, tiểu rắt, tiểu buốt, thì những cái dấu hiệu này có thể cho thấy là gì? Thận của bạn đang gặp vấn đề. Và để có một cái lời khuyên hữu ích nhất đối với những trường hợp đó thì bạn hãy đến các cái cơ sở y tế để thăm khám và phát hiện ra, kiểm tra và phát hiện ra những cái vấn đề bệnh lý của mình, để từ đó bạn có thể có những biện pháp điều trị tích cực trước khi bệnh chuyển sang giai đoạn nghiêm trọng. Bạn Lan Ngọc thân mến, qua những chia sẻ của bác sĩ Hà thì có thể thấy rằng bạn cũng không cần thiết phải quá lo lắng về tình trạng của con bạn, mà trước hết thì hãy theo dõi thêm về những biểu hiện của cháu và hãy đưa cháu đến khám ở những cơ sở để có thể có những lời khuyên hữu ích nhất. Và câu hỏi vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn bác sĩ Hà đã bớt chút thời gian và đến chia sẻ với các bạn khán giả của chương trình. Vâng, xin cảm ơn MC Lê Thúy Dương, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hy vọng rằng là với những câu trả lời của tôi thì qua cũng phần nào đó thôi giúp giải đáp bớt những cái thắc mắc, những băn khoăn của tất cả quý vị và các bạn. Và nếu như còn những câu hỏi nào đó thì các bạn cũng có thể gửi đến cho chương trình thì chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp những băn khoăn của mình. Chương trình Thầy Thuốc Tư Vấn Sức Khỏe của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Trường cao đẳng Y Dược Pasteur là một trong số ít các ngôi trường cao đẳng đi đầu trong công tác đào tạo dược sĩ cao đẳng hệ chính quy trên cả nước. Với phương châm đào tạo chất lượng được đặt lên hàng đầu, trường cao đẳng Y Dược Pasteur luôn lấy chất lượng đầu ra và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường là thước đo đào tạo. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã có 2 cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2017, trường mở rộng quy mô đào tạo ra nhiều tỉnh thành trên cả nước như Yên Bái hay là Đắk Lắk.